Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nơi để cho vị đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời, trương bao tỏa thân con anh đảnh lễ Nam Mô Tần không biên phàm giới quá hiện vị lai thầm phương chư Phật tôn pháp hiền thân tăng thường trụ tam chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Hồ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thâm Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp không pháp giới đạo tràng, mười phương hiện thần mây bao kiên tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền, pháp thân toàn Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu.
con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện có Như Lai Địa Nhiệm Màu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấm Cô Độc nữa xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bậc A La Hán, mọi người đều quen biết Như Lam. Trưởng lão xa lời Phật Đại Mộng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Diên Ma Câu Y La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nang Đà. A Nang Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Kiếp Tân Na Bàn Câu La Nâu Lầu Đàm. Những vị đại đệ tử Như Thế và Hạng Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dần Đà Bồ Tát Càng Đà Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát Như Thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bấy giờ đứng Phật báo ngài Trưởng lão xa lời Phật rằng từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật gọi đó vì sao tên là Cần Lạc. Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chỉ hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đứng. Đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly ba lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều hiếm sức bằng vàng. Bạc lưu ly ba lê xa từ xích châu mà não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh. Sáng vàng tài ánh sáng vàng sáng đó tờ
trắng thời ăn sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phân coi nước cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong coi nước của Đức Phật đó thường trôi nhang trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang Đà La chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn. Đêm cúng dường mười muôn ân đứng phân ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi lời phân cõi nương cần làm. Thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa. Xa lời phân cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bành hàng. Khổng tử anh và xa lời ca lăng tận và công bằng những giống chim đó ngày đêm thâu thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim tâm thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng ta lời phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời phân. Cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong còi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm niệm tăng xa lời phân. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân nơi ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà. Xa lời phân Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi số các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại. Vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời phân Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếm nên hiểu là A Di Đà. Xa lời phân Đức Phật A Di Đà thành phần nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Xa lời phân lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tính đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy.
lời văn lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi. Xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiền nhân như thế câu hỏi một chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đơn nhân duyên mà đường sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước từng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời Phật ta thấy có sự lời in ấy lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có Đức A Xuất Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư về công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh từng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương Tây có Đức Vô Lượng Thọ Phật Vô Lượng Tướng Phật Vô Lượng Tràng Phật Đại Quang Phật Đại Minh Phật Bưu Tướng Phật Tịnh Quang Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới
Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm mà khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tín kinh rằng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phán trang Phật trì pháp Phật hằng hà xa cho những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tan bất cả tư nghị công đức nhưng khi chưa phần xa hộ niệm này xa lời phân thể giới phương trên có đứng Phạm âm Phật Tô Vương Phật Hương Thường Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tạm Sanh Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đức Phật Kiên Nhân Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Sơn Phật Hằng Hà Sa Số Nhân Đức Phật Như Thế Đều mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghị công đức những thiên chư phật xa hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh nhưng thiết chư phật xa hộ niệm xa lời phật vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đức phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả phân hồ niệm đều đưa không thôi chuyển nơi đạo vô thường sanh đẳng chánh văn trả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ta đứng phân nói xa lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức phật đó cũng lời khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt kiếm trượt kiếm trượt phiền não trượt chúng sanh trượt màn trượt rung mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài
Tại vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này, xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc có nơi đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tất cả thế gian nói kinh pháp có tin này, đó là đấng có đức Phật nói kinh này rồi. Ngài xa lời Phật cũng các vị tỳ kheo, tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh tinh rộng lớn, sáng trong ngần trắng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thanh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang trang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi. Trải lòng tròn đủ xưa nay, công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát chánh quang tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông, mà soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không, hay sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia, cũng lại như vậy tống về chân không. Bò sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn chân. Chẳng sanh chẳng dính thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân, vốn không ngủ quẩn ấm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là chi có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tất cả, nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng kia huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, tưởng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chứ duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhã đạo Bồ Đề chính quả chánh chân. Cho hay bán nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh chi đại lừng, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sư.
hiển nhiên chân thiền bất hư an lam thần chú chân như thuyết rằng yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát bà hăng yên đế ba đê ba đê cầu ha đê đa ra ni đê ni a ra đê tỳ lê lê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha ni ba đê cầu ha đê đa ra ni đê ni a ra đê tỳ lê lê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà đại từ đại bi thương chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố choi sáng từ trang nghiêm đệ tử chí tâm quy mạng lễ nam mô Như Lai ân cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường trì điều ngự trưởng vô thiên nhân sư phật thế tôn nam mô đa báo Như Lai nam mô bảo thắng Như Lai nam mô diệu sẵn thân Như Lai nam mô quảng bá thân Như Lai nam mô ly bố quý Như Lai nam mô cam lộ nam mô thầm vương thường trú tam bảo nam mô thầm vương thường trú tam bảo nam mô thầm vương thường trú tam bảo để bảo mà con còn đắm đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hằng ngày tai thính tiếng mắng đường vua đình mùi quen ơi mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm tham hối phơi bày tỏ rõ nguyện tội từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khói lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam động quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đạo dừng tận cùng công lễ vô minh chi phàm phu tự lực khó thành cầu đại giang từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con giống lòng vì
đạo hy sinh, nương từ quan tiền đến bửu thành, đặng tự nhân giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù tâm hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ quyền pháp giới chư chúng sanh. Công văn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng, cơ phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện di thử công đức phổ cầm, giai công thành Phật đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự